Ở phần trước chúng ta đã bàn về chất điện môi, và ở trong chất điện môi nó có một cái đặc tính, đó là cái sự phân cực. Khi mà bị tác động bởi một cái điện trường ngoài, tức là khi ta tác động vào chất điện môi, một cái điện trường ngoài external, thì nó hình thành ra bên trong lòng chất điện môi này một cái điện trường phân cực, tức là các cái tâm điện tích dương và âm của các cái phân tử nguyên tử của cái chất điện môi này nó tách ra và nó tạo ra một cái điện trường phân cực ngay trong bản thân cái chất điện môi. Và chính cái điện trường phân cực này nó làm suy giảm cái điện trường tổng cộng, bởi vì nó có cái dẫu ngược lại với cái dẫu của điện trường ngoài, chiều nó ngược lại, cho nên là cái điện trường tổng cộng e total này này nó bị giảm xuống. Và ta cũng tính được là cái e total e tot này này, biết của cái tắt của cái từ total, tức là điện trường tổng cộng, thì nó bằng điện trường ngoài e external mà chia cho k, có nghĩa là nó bị suy giảm đi k lần. Thì k này ở cái bài trước chúng ta nói nó là cái hằng số điện môi, nó đại diện cho cái đặc tính của cái chất điện môi. Và cái k này nó càng lớn thì nó càng làm cho cái sự suy giảm điện trường càng nhiều. K này ta nhớ là ở đây nó là viết của cái hệ số là hằng số điện môi. Ở cả cái bài trước chúng ta cũng đã có một cái hệ số K này. Tuy nhiên ở cái bài trước K nó không phải là hằng số điện môi. Đó, ví dụ này, K ở trong cái trường hợp là E bằng 4 Kpi nhân rho này chẳng hạn. K này là hệ số nó bằng 9 nhân với 10 mũ 9. Giờ này ở những bài đầu á, nó không phải là hệ số của chất điện môi. Cả hai cái ta đều dùng chữ K để ký hiệu, nhưng mà nó đại diện cho hai hằng số khác nhau. Ở phần này ta sẽ thực hiện một số cái ví dụ liên quan đến chất điện môi. Cụ thể là ta sẽ tìm hiểu xem cái K này nó đại diện cho cái bản chất của chất điện môi. Như vậy thì các cái chất khác nhau thì sẽ có cái K này khác nhau. Và ta hãy xem một số chất điển hình. Đây, tức là nó đại diện cho cái tính chất của vật liệu, tính chất cách điện của vật liệu. Đối với vật liệu chất điện môi chúng ta là chân không đi. Nếu mà chất điện môi ta là chân không thì hệ số K, cái hằng số điện môi của nó là bằng 1. Bằng 1 tức là gì? Ở đây K là bằng 1 cộng chi. Thì cái chi bằng 0, K bằng 1. 1 là trường hợp đặc biệt nhất của nó. Đó là trường hợp mà cái chất điện môi của ta là cái môi trường chân không. Nếu như cái môi trường nó không phải chân không mà nó là môi trường không khí đi, thì cái hệ số, cái hằng số điện môi của ta nó hơi khác một chút, nó là 1,0006, thì nó hơi lệch ra khỏi 1 một xíu. Tuy nhiên nó vẫn là rất nhỏ. 1 là lý tưởng nhé, cái này nó cũng gần lý tưởng rồi. Nếu cái chất điện môi ta là một cái là giấy khô đi, giấy có thể giấy ướt nữa, trong hợp này là chất giấy khô, thì cái hằng số điện môi nó là 2,2. Nếu là dầu, chất điện môi là dầu thì cái hằng số điện môi nó là 4. Còn trường hợp mà cái chất điện môi nó là nước thì cái hằng số điện môi nó lên 80 lần. Thì chứng tỏ là gì? Nếu như mà ta đưa cái điện trường ngoài vào cái môi, tác động vào một cái môi trường nước, thì nó sẽ làm cho cái điện trường này giảm đi 80 lần. Đấy. Còn nếu như mà đưa vào cái môi trường là chân không thì nó không có làm suy giảm một lần nào hết. Thì cái hằng số điện môi của cái chân không bằng 1.
Còn nếu như đưa vào dầu thì nó giảm 4 lần, và đưa vào giấy khô thì nó giảm đi 2 lần. Đưa vào không khí thì cũng coi như nó không bị giảm, giảm 1,006 lần thì cũng coi như là không giảm. Đối với các cái mô ở trong cơ thể, như các loại mô, đối với màng của cái tế bào, đây là màng tế bào thần kinh đi, thì cái hệ số, cái hằng số điện mô của ta là 7, tức là nó sẽ lại làm cho cái điện trường ngoài bị giảm đi 7 lần. Nếu là mô mỡ thì hằng số điện mô là 11, tức là nó sẽ làm cho cái điện trường ngoài giảm đi 11 lần. Xương thì 21, mô da thì 41, mô cơ 56, sụn thì 43, chất xám ở trong não chúng ta thì nó là 53, tức là nó sẽ làm cho cái điện trường ngoài giảm đi 53 lần. Và nếu mà máu đấy, thì nó giảm đi 62 lần. Có hằng số điện mô của máu là 62. Bây giờ ta sẽ thực hiện một cái tính toán nhỏ, ví dụ nhỏ. Và nếu ta đặt vào hai bên của một cái mô cơ một cái hiệu điện thể là 5V. Đấy. Vậy ta sẽ điều chỉnh chỗ này. Đây. Ta điều chỉnh cái volt lên 5V. Cái hiệu thể 5V. Và cái mô ở đây á, cái chất điện mô của ta trong trường hợp này là một cái mô cơ. Đấy. Và nó bề dày của nó là 2 cm. Cái bề dày này là 2 cm này. Đấy. Bây giờ yêu cầu là tĩnh cái EP này, external và E-total này, E-tot này, ta tĩnh như thế nào. Thì muốn tĩnh cái này ta phải xem, đầu tiên ta sẽ tĩnh cái E-external trước đi. Thì nó sẽ bằng cái U mà chia cho cái khoảng cách. Ở đây là X, đây là 2 cm, U là 5V. Dùng cái công thức đấy ta sẽ tĩnh được cái E-external. Ta quay lại cái Colab Research Google.com này. Đây ta sử dụng cái này để tĩnh cho nó nhanh. Điện trường hiệu điện thể U thì bằng, ở đây nó cho là 5V. U bằng 5V, U bằng 5. Rồi cái X, cái khoảng cách đấy, giữa hai cái tấm điện cực ấy, hai cái bản âm dương chúng ta là sẽ bằng 2 cm, là bằng 2 nhân với đổi sang mét đi. Thì nó là 0.02 mét, đơn vị là mét. Thì cái điện trường E của ta, E mà external á, đấy, thì nó sẽ bằng cái U mà chia cho cái X này. Ta thử in cái print external ra xem nào. Vậy external ta bằng 250. Rồi bây giờ ta tĩnh cái EP. Tĩnh luôn S total cũng được ha. Tot này này thì sẽ bằng cái S này mà chia cho K. Đấy. K là cái gì? Là cái hằng số điện môi. Đấy. Đối với cái mô ta là cái mô ta là mô cơ. Mô cơ thì K của ta nó sẽ bằng bao nhiêu? Mô cơ thì K nó bằng 56. Yeah. Đấy. Vậy K ở đây là bằng 56 này. Rồi ta thì E-tot sẽ bằng E-external chia cho K theo cái công thức này. Đấy, E-total này bằng E-external chia cho K này.
Đây, chúng ta print nó ra. Print cái start này ra. Total này sẽ bằng đây bằng 56. Đấy thì cái điện trường ngoài của ta là bằng 250, còn cái điện trường tổng cộng sau khi đưa vào cái mô cơ thì nó bị giảm đi 56 lần và nó chỉ còn lại 4.46 thôi. Còn cái ở đây nó xuất hiện một cái điện trường phân cực ngược dẫu. Nguyên nhân của cái sự suy giảm này giảm rất là nhiều đúng không? Từ 250 mà nó giảm còn có 4.4, chưa bằng, chưa còn, chưa được 5 nữa. Đấy. Nó giảm đến 240 mấy lần đó. Thì cái giảm đấy là do cái điện trường phân cực, do cái hiện tượng phân cực nó xảy ra ở trong cái chất điện môi, là cụ thể là trong cái mô cơ nó xảy ra cái hiện tượng phân cực và nó sinh ra một cái điện trường phân cực EP này. Đấy. Chúng ta tính EP thì bằng cách là gì? Ta lấy ở đây là cái dấu trừ, dấu cộng, nhưng mà thực ra cộng vector. Cộng vector mà cái EP này nó có cái dấu ngược lại, cho nên mà thành ra nếu mà cộng với độ lợn thì đây sẽ là cái dấu trừ. Đấy. Tức là cái total này sẽ bằng external trừ EP. Đấy. Thì cái EP của ta ở đây nó sẽ có cái độ lớn là bằng cái FP á. Đấy. Về mặt độ lớn thì nó sẽ bằng cái external trừ đi cái start. Đấy. Và ta có thể print nó ra. Print cái FP ra. EP ta bằng 245.5. Một cái điện trường phân cực có giá trị rất là lớn. Như vậy ở phần này ta đã nhắc lại cái chất điện môi. Đấy. Nhắc lại cái hiện tượng phân cực ở trong chất điện môi dưới tác động của một cái điện trường ngoài. Đấy. Và hình thành ra một cái điện trường phân cực dẫn đến cái điện trường tổng cộng bị suy giảm đi k lần, và đưa ra một cái khái niệm là cái hằng số k là cái hằng số điện môi, và liệt kê cũng giới thiệu hằng số điện môi của một số chất, một số vật liệu như là chân không này, như là không khí giấy khô hoặc là dầu hoặc nước. Đấy. Và cũng giới thiệu cái hằng số điện môi của một số loại mô ở trong cơ thể như là màng tế bào, mô mỡ, mô xương, da, một cơ, một sụn, một chất xám ở trong não hoặc là mẫu. Đấy. Và sau đó thì có áp dụng công thức để tính toán điện trường ngoài, điện trường phân cực và điện trường tổng cộng khi mà mình đặt vào một cái mô cơ một điện áp là 5V và cái bề dày của mô cơ là 2 cm.